nhà đi. Ngồi đây thì cũng được thôi, tuy nhiên thì tự nhiên là trêu trêu nhau với em lại nó lại đứng ở đây lao xuống dưới kia thì áo này không phải áo té, áo gái đây. Phải rồi. Phải áo trai rồi. Đúng rồi. Đúng không? Đang làm gì anh Hòa ơi? Đang làm gì đây? Đã được dọn dẹp lại rồi mọi người ạ. Cho xem nhà cửa. Hả? Dọn cho sạch đúng không? Sạch. Ừ. Chào Khâm xin kính chào quý cô anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Sáng hôm nay Khâm có một cái món quà của cô Kim Dung Hà Nội. Bữa trước Khâm nhận được cũng khá lâu rồi, trong cái thời gian mà ở lều rồi. Hôm nay thì là nhà cửa xong rồi. Chứ Khâm đang tổng hợp lại những cái món quà của A Hòa mà anh em chưa trao, anh em sẽ mang lên trao nốt. Đấy. Cho vào xe ấy, đi vứt. Xẻng đâu? Tay khỏi chưa? Cái tay nó bị như thế rồi, nó còn để bẩn như thế này thì nó càng không lâu mới khỏi. Sao phải là mình là ở đây phải nó bệnh rồi. Không giữ được vệ sinh. Nó là bây giờ mình cũng là viên mà. Thế lấy cái gì băng vào chứ? Quên lấy cái băng câu cho dán cho. Con đi học chưa? Chú đi học chưa? Tai đỡ chưa? Hả? Tai bôi thuốc vào tình hình nào rồi? Hả? Khô rồi gì? Xẻng đâu? Xúc vào xe. Để chào các bác này. Chào các bác tí này. Em hỗn trợ các bác các cô. Ăn sáng chưa? Alo. Thôi bây giờ đẹp đẽ rồi, bây giờ chỉ việc dọn dẹp lại thôi mọi người ạ. Tiến trình thì là anh Công đang làm cửa. Có lẽ thì mất độ khoảng mấy hôm nữa. A Hòa xem di chuyển cái téc ra ngoài xong là tiến tới là kéo lên trên nóc nhà vệ sinh đi anh Hòa. Xong là vào đây mở quà nhá. Vâng. Nhà cửa quét dọn sạch sẽ. Hôm qua mua được một cái chổi thôi anh Hòa. Hả? Qua mua được một cái chổi à? Mua được mà. Ừ, rồi tới này xem tiền mua cho cái lau nhà nữa, chưa có cái lau nhà. Đi nửa của ngoài là và cũng là chưa xong nhà mọi người. Cũng chưa xong hoàn thiện hết. Mà chưa đế nên cũng phải cũng chưa mua. Tới này nhà xong còn sơn nhà còn đi, tự đi mua phải là của mình thôi. Còn lắp cửa còn phải khoan cái thứ lắp điện cái thứ nữa. Nên là tương đối là sẽ bừa bộn. Anh Hòa cho con lên đây để ý chứ. Hả? Chơi gì đã tè ra nền nhà rồi à? Thối hết rồi. Cái mà anh em đáng lo ngại rằng là sau này vào ở mà không vệ sinh được thì nhà mới bao nhiêu mới mà bố mẹ mà không sát sao được con suốt thì nó cứ tè ra đây suốt thôi. Đây này, đây một bãi này. Thối rồi, cái nhà nó thối rồi. Thôi, đằng nào cũng chưa xong nhà đâu, lau lại bẩn thôi. Hôm qua cả nhà ngủ ở đâu? Hả? Hả? Hôm qua ngủ ở đâu? Bây giờ mình ngủ dưới, vợ của nó ngủ ở đây. Sao không lên đây ngủ hết đi? Sao, bây giờ
Sao ngủ lên đây ngủ hết thì bây giờ sợ nó ai về đây ấy. À lấy đồ đạc à? À. Trong kia có cái gì để lấy đâu. Sợ ngoài về đây không nhìn thấy. Ừ. Thôi bên dưới vẫn ít nhiều thì vẫn còn quần áo mọi thứ các kiểu ở đấy. Chứ thì xem là mai mốt thỏi cái tai cho đi học đi. Vâng. Các bác là cũng dặn Khâm rất là nhiều. Vâng. Rằng là lên bảo anh Hòa cho con cái đi học đi chứ. Bây giờ là bé lười đi học thì mấy đứa càng lớn lên thì nó càng lười và sinh ra cái tật là lười học. Đúng rồi. Đấy, bây giờ nhà cửa mình gần trường học cái này mà không cho con đi học là sau này lại cứ như bố đi tìm Lam thôi. Đúng rồi. Lam thì thằng bố lấy hết rồi. Đến đời thằng con thì có bao nhiêu Lam nữa đâu. Chim thì cũng bẫy hết rồi. Lấy cái gì mà bẫy đúng không? Phải cho nó đi học chứ. Chim thì còn nhiều hoặc là có cái này không tốt. Chim còn nhiều à? Còn cái loại không tốt à? Còn loại rẻ tiền đúng không? Lại điền hoặc nó đi tì hết rồi. Cái loại đắt tiền thì nó bắt hết rồi. Đúng rồi. Bởi vì có mỗi ông, không phải mỗi ông này là thợ rừng. Đây còn nhiều ông thợ rừng lắm. Đúng rồi. Nên là cho thằng Chứ mới say mới thò đi học đi nhá. Vâng. Ít nhiều nó biết tiếng Kinh thì tới này đi đúng làm rồi. Thuê ở đâu người ta mới nhận chứ đúng không? Đúng rồi. Ừ. Không biết thì là sau này là đi tìm Lam thì khổ lắm. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Con anh thì toàn đứa sáng sủa nó chịu khó. Sợi cho nó bây đi giờ học. Phải là nuôi gà, nuôi vợ, nuôi gà này, nuôi con lợn, nuôi bò phải nó mới tô. Ừ. Con chỗ đâu mà nuôi? Sợ bây giờ mình đi nhìn cái con gà bé tí như này, một con nó hỏi là 35.000, 30.000. Ừ. Đắt thế á? Đó, đắt hơn của anh, đắt hơn hai con của mình mua mà. Ừ. Sạch chưa? Sạch rồi, mang quà vào đây. Vâng. Mình mở quà nhé. Sạch rồi. Không biết thì anh Công làm ra công cửa đến đâu rồi. Anh em từ hôm là giao việc cho thì là cũng chưa điện lại hỏi anh làm cửa cán ra sao rồi. Chắc đi làm đâu, không thể nghe mọi người. Trong video này Khâm cũng rất là cảm ơn cô Vân ủng hộ cho anh em thợ là mỗi người 300.000 đồng để khích lệ tinh thần anh em trong quá trình đã hỗ trợ Hòa xây nhà. Đấy, thợ thì là... Có nhớ số giá điện rồi. Vâng là có 9327. Và 9.2.700.000 đồng một lần nữa. Cảm ơn cô và chúc cô thật là nhiều sức khỏe. Anh em mình sẽ liên hệ với Lê Thợ. Anh không gọi lại cho Khâm. Anh à, cửa nhà ông Hòa anh làm chưa? Rửa tay. À ok, xong là hộ em đo chưa nhỉ? Ok anh, ok. Rồi em sắp. Hiện tại thì các bác cũng biết rồi. Nhà A Mỹ thì đang không bàn giao rồi mọi người. Nhưng mà vẫn đang có những cái món quà. Và anh em mình thì lại nhờ anh Công gia công những cái cánh tủ sắt này. Cái chạn bếp này. Rồi là tủ thuốc các thứ ấy. Thì anh Công đang gấp rút để làm nốt cho A Mỹ. Rồi là giải quyết xong bên đấy thì tập trung sang để đâu chứ mà thông muốn cái việc là A Mỹ thì Khâm giao, Khâm nhờ anh ấy trước đấy, thì là anh muốn là làm hoàn thiện thông một tờ, thông một tờ không bao nhiêu tính hoàn thiện nhà Hòa đấy, nhà Hòa mình sẽ làm cửa cán cho nên mình thông một tờ có lẽ thì là thời tiết để lên bó thì bàn giao được cho thời tiết để bó thì nên ra anh chị mới tới đây cho đó mà để tại mình thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì cháu Khâm sẽ bố trí thêm là mua đá mài. Hòa mang hộp quà vào đây.
Ông ơi, mang cái hộp quà đấy vào đây, vào trong nhà đi. Đấy. Rồi, chiều nay mua đá mài về xong A Hòa mài tường nhé. Ôi, cứ đi vào đi. Nhà đây xem bé chữ cái tai nó khô hơn rồi đúng không? Rồi, kệ nó ngồi đây, kệ nó ngồi đây sưởi ấm. Đây, tai hôm qua là lấy sát trùng về. Bây giờ là bảo nó không được gãi nữa. Bây giờ nó như này nó khắc khỏi thôi. Đúng rồi. Vẫn phải mua thuốc vào nhá. Bây giờ sao nó không cho tai cứu? Tai cứu phải nó chạy máu đó. Bây giờ là vẫn bôi thuốc nhá. Vâng. Đừng có thấy nó khô khô gọi là không bôi thuốc nhá. Đúng rồi. Thuốc em mua kể vào, bôi vào mấy lần nữa đi. Vâng. Bây giờ nó khô rồi thì lại bôi cái thuốc mỡ vào. Vâng. Đấy, tự nhiên bị mà không chữa thì là nó càng may nó còn không loang ra mặt nhá. Đúng rồi. Đấy. Giữ chân tay sạch sẽ này, chỗ nào có nốt thì bôi vào. Được chưa? Được rồi. Đấy. Xong là cho đi học đi, không ở nhà đâu. Các bạn người ta đi học hết, mình cứ cho ở nhà thì làm sao con phải tiến bộ được đi đúng học, không? Phải nó tay nó bây giờ tay nó đau thì kệ nó ở nhà đi. Vâng. Xong là độ khoảng tuần sau. Tay nó tốt phải nó cho đi học hết. Bây giờ lại cuối tuần rồi, tuần sau bắt đầu cho nó đi học nhá. Đúng rồi. Ngồi đây được không? Không cho vào nhà, không tin nữa lại chạy xuống dưới này là không phải thằng chứ nữa đâu. Thằng chứ nó không tốt đâu. Sao cho nó vào, bây giờ cho vào nhà. Cho vào nhà đi. Ngồi đây thì cũng được thôi, tuy nhiên thì tự nhiên là trêu trêu nhau với em lại nó lại đứng ở đây lao xuống dưới kia thì nó không tốt đâu. Đúng rồi, sợ ngán đấy. Đấy, thằng con mặt nó cũng sáng sủa đẹp trai này, bố không cho đi học là hỏng rồi. Lấy một cái đây này có chiếc cái chìa khóa rồi. Mở quà nhá. Vâng. Thế nào? A Hòa về đây nào. Ra là A Hòa phải biết là ai đó. Ra đây. Đấy. Đây các bác mới nhìn thấy chứ, đúng không? Thế nào? Ông Hòa này. Ở xóm này còn ông nào như ông Hòa không? Đúng rồi. Có ông nào đẹp trai như anh không? Đẻ nhiều như anh nữa. Sợ anh nó đẻ rồi. À có mỗi anh là đẹp trai thôi à? Sợ em nó đẻ rồi. Em có ở xóm này đâu, em thì đẹp trai hơn anh rồi nhưng mà em không đúng ở đây rồi. Cô Đỗ Thị Kim Dung mọi người nhé. Vẫn là nhà Tân rất là quen thuộc thôi. Thì món quà của cô thì đến thời điểm hiện tại anh em mình mới mở được, trong quá trình là để ở kho nhà của công thì cũng mọi người cũng nhiều đồ. Nhưng mà cũng phải các bác là không cũng bảo quản rất là tốt thôi, không để ai mở tùy tiện hay là để mất được đâu. Đặc biệt là bữa trước vừa nhận được thêm quần áo của cô Dung ở Thái Bình thì anh em tới này thì cái công việc rối rỗi hơn thì sẽ bố trí cùng anh Công nữa là một chuyến xe chở đồ đi nhiều và hẹn bà con ra đông để làm sao là làm cho bà con lấy. Rồi thì hiện tại nếu mà không hẹn bà con thì bà con cũng đi làm việc hết thôi rồi ạ. Ào à, thích nhỉ, suốt ngày có quà. Thích không? Wow, mọi thứ thì vẫn nguyên vẹn thôi. Này chắc là cô che lên để chống quần áo tiếp nhá. Quần áo đẹp thế này, đầu tiên thì là phải dặn anh Hòa đã. Không phải các bác là thừa các bác mang lên đây các bác cho đâu. Các bác thương, không phải là thừa nhá. Khẳng định luôn là các bác thương. Kể cả các bác có thừa thì các bác không thương thì các bác cho đi chỗ khác, các kênh khác, hoàn cảnh khác. Nên là đã mang lên đây thì để mọi người giặt sạch sẽ, gấp gọn lên đây cho anh như thế. Nên là về đây anh vợ cho vợ chồng mặc, đặc biệt là vợ anh nhá. Em không biết nói tiếng Mông rồi, cái này vợ anh rất là vừa này. Mặc xong thì em nghĩ rằng là mình đừng có kiểu là mặc 3 đến 5 ngày mới thay một lần nhá. Đúng rồi.
bây giờ mùa đông thì có thể là mặc 2 ngày đi chấp nhận được, mùa hè thì mặc 1 ngày thôi. Đúng rồi. Toàn làm việc toàn mồ hôi rồi thì tối phải đi giặt đi chứ. Đúng rồi. Nước bơm đến tận cửa nhà rồi. Không phải là già chứ. Đúng rồi, nhưng mà phải thực hiện, nhớ chưa? Nhớ rồi. Đấy. Này, mấy cái này là quần áo của vợ thôi. Dạ. Sẽ bày cái món quà. Đây là tiết mục khui quà các bác. Đây là quần áo của vợ thôi anh Hòa. Vậy. Cái này. Cái này thì là cũng tiếp tục là của vợ thôi. Đấy. Quần. Đấy. Đây là quần áo của vợ anh nhé. Vâng. Còn cái này thì là cái vỏ gối. Cái này thì tới này cho cái đi xem chợ có cái ruột gối, mua về cho mình nhét vào buổi tối được cho lên giường để nằm ngủ như này ngon hơn đúng không? Đúng rồi. Thích hơn mà đúng không? Thích rồi. Đây, các bác giặt cho thơm không? Ngửi xem. Thơm rồi. Mình lúc nào cũng thơm được cái này em thích đúng, lắm. Đúng rồi. Anh Hòa mà thơm thế này suốt thì em lên đây ngủ với anh Hòa suốt. Phải là nó mua xà phòng nhiều một tí phải già phải mua xà phòng nhiều một tí thêm mua cho nhiều một tí nhưng mà có lúc nào thơm đâu phải nó già phải nó cho bệnh nhiều phải nó thôi. Thôi anh Hòa thì em bảo là anh chỉ cần không thối là được, nói thẳng mới biết mà. Đúng rồi, phải không thối là được. Đúng rồi. Đấy, chứ còn thơm như này thì chắc cũng không mong được anh Hòa thơm như này đâu. Vâng, thơm phải nó mới tốt. Biết rồi, thơm thì tốt. Nhưng mà không thối là được rồi. Đúng đấy, rồi. Ví dụ như em ngửi này vẫn thấy mùi thối một tí. Đúng rồi. Thế thì là chưa được. Thế phải ngửi vào ông này không màu, không mùi, không vị gì. Thế mới được chứ, đúng không? Đúng rồi. Có ông này mà thơm nữa thì lại lấy vợ đấy. Đúng rồi. Đi ra chờ nó là đứa nào nó mà thích quá. Đúng rồi. Thằng này nó thơm quá. Mình thích thằng này thế thì Nó cũng phải tán. Ta cũng phải rửa đầu với thấy phải rửa đầu với rửa người à? Lấy xà phòng rửa nhé. Vâng. Ai da, cái này cho ai mặc này vừa nhỉ? Hả? Cái này cho ai được nhỉ? Vâng. Bộ này cho thằng nào được đi? Thả Hòa thì không vừa rồi. Không vừa đâu. Thả Chứ thì cũng không vừa rồi. Thả Thò. À, cái này đúng rồi. Thằng Thò nhá. Cái này cho thằng Thò nhá. Đấy, cho ai thì nhớ về là tự cho nhá. Xong là dặn rồi nhá. Cho mặt giữ gìn sạch sẽ, vệ sinh. Bẩn cái là giặt. Đúng rồi. Buổi tối là thay ra thì giặt sạch trên xà phòng có đúng không? Đúng. Các bác cho hết mọi thứ rồi mà vẫn lúc nào lên cũng nhem nhuốc là em không chấp nhận được đâu nha. Đúng rồi. Đấy, nhà mới rồi bây giờ thay đổi cách sống đi. Đúng nhớ rồi. Chưa? Nhớ rồi. Làm cái nhà mới này cho ở phải ở sạch. Chứ ở bẩn nữa thì là em là thôi. Rồi. Bẩn thì cho đi ở mảnh đất dựng lều lên mà ở. Đúng rồi. Cái này A Khâm lên ở nhá. Đúng rồi. A Khâm mang vợ con lên đây ở đi. Bây giờ họ nói là bây giờ mình mà cũng họ là lúc nào cũng quét chứ, quét thì phải nó xây. Ấy xa, này thì vừa thả Chứ rồi. Đúng rồi. Đẹp cha đấy. Nha, bộ này là cho thằng Chứ nha. Bộ này cho Chứ. Xong là được mặc đi học, nhớ chưa? Vâng. Tao chi tao. Hả? Tôi chinh chở hai tao chi tao. Ôi, tao chinh chở. Đấy, mặc cái quần này cho tới này. Vâng. Là bộ này là vừa Chứ rồi. Đúng rồi. Rất là cảm ơn cô. Đây, xem ạ. Cái này thì là cháu gái thứ hai. Dở đúng không? Đúng rồi. Cái này của Dở nhá. Đây cô ghi ở đây rồi. Vâng. Cháu gái bé Say. Vâng. Cái này cho Say nhá. Vâng. Anh không biết Chữ đâu nhưng mà anh nhớ đi. Đúng rồi, biết đấy, rồi. Cô bảo cho ai thì cho ai, mình sẽ không đo ra nữa. Đấy, đúng rồi. Cháu gái lớn. Dua. Dua. Dua Dở. Đúng rồi. Đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Wow mọi người. Nhìn tay cũng biết rồi. Sau này thì là bánh kẹo bim bim mọi người. Ở đây thì cái này thì cho ai? Cho Hòa nhé. Ông trai á.
Ấu gái thì phải là cho vợ đó, ấu gái thì phải cho mình mà nó mà đi nó xấu quá. Đây áo trai. Áo trai à? Ừ. Áo trai vậy là mình ấu. Thế bây giờ là nhìn. Phải là áo gái á. Này áo gái à? Đúng rồi, cái này áo gái. Áo gái cho vợ nhớ chưa? Vâng. Rồi. Bim bim bánh kẹo mọi thứ. Cho thả chứ nó ăn một gói. Kính chào mọi người là những món quà như thế này thì sẽ cho bé à, cho con ăn đi. Con ăn xong gói này chắc no rồi. Ở đây còn thì để cho các con nhé. Ba gói, bốn gói bim bim mọi người. Bánh. Bánh, tiếp tục là những gói bánh. Đấy, có lẽ thì là bánh kẹo thì mình sẽ để trong thùng. Thế cái này phải áo trai chưa? Cái này là áo gái. Lại áo gái. Áo gái. Cái này mà áo gái á? Phải là áo gái rồi. À, áo gái. Thế cho vợ mặc nhé. Được rồi. Ừ, cất đi. Xem nào, cái này là cái gì nào? À, khẩu trang. Khẩu trang y tế. Cái này có đeo bao giờ không? Có. Có đeo đi đâu? Ừ. Đeo đi đâu? Đeo vào mồm mình này. Đúng rồi. Đi Yên Minh bán lan thì nó bụi. Đúng rồi. Nhưng mà đi Yên Minh đeo cái này vào thì họ không mua lan. Mua đi thì lại kéo ra hỏi họ mua lan. Đúng không? Cũng bởi vì bịt vào họ không biết đây là ông Hòa rồi. Đúng rồi. Ông này sợ bán lan giả. Rồi cái này đi bụi nhá, làm việc bụi thì đeo vào. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Ừ. Thế cái này phải rửa đầu không? Cái đây. Ừ. Cái đây không phải rửa đầu á. À. Cái này là rửa bát. À, rửa bát. Nhớ nhá, đấy, thấy chưa? Các cô, các bác gửi rất là tận tình luôn. Đấy, gửi sẵn sàng là đi mua tất những cái món đồ là nó rất là đơn giản, nó rất là thực tế lên. Để làm sao là anh Hòa phải biết rằng là cái này rửa bát, rửa cốc, rửa chén cho sạch nhá chứ. Đúng rồi. Nước ít em không nói nhưng mà nước bơm đến tận nhà nhá. Tạm cái thời. Cái lệ đấy nó cũng khỏe. Cái lệ chưa phải là em mang về em họ là. À cái đấy phải, là bát đúng không? Phải là cái đấy. Ủa cái lệ kia nó không phải đâu. Cái lệ kia phải là bát thôi. Dặn vợ nhá. Vậy các con dùng cái này rửa bát này, rửa cốc, rửa chén cho nó sạch. Đúng rồi. Uống nước ăn cơm mới ngon chứ. Đúng rồi. Em lên đây em nhìn thấy cái cốc vàng quá, chè thì rất vàng ngon rồi mà cái cốc vậy. Cái cốc hai cái vành thưa. Hơi sao nó cho cái đây nó rửa thì mới xài chứ. Thế mà là thấy chè ngon lắm rồi nhưng đúng mà nhấc cái cốc lên thấy cái vành môi nó còn dính đen xì này thì đúng rồi. Không phải là chê đâu mà là góp ý cho anh. Đúng rồi. Để anh phải sạch đi. Vâng. Em không rửa bà con trên này thì có thể là thiếu nước quen để hình thành cái lối sống không được vệ sinh lắm. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ giếng nước ở đây anh phải khác bà con tí. Vâng. Thằng Khang nó vào nhà chơi, nó bước vào trà thằng Hòa bảo, ô, thằng này sao nhà nó sạch thế? Bảo, ừ, thằng Khâm dậy nó bảo nó sạch thế như thế đấy. Ừ, nó sạch thế thì giống người canh rồi. Đúng rồi. Thế chứ? Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Thế cái này là cái gì không? Nhà có dùng cái này không? Dùng mà. Đấy, cái này cho các con là nhà này, là nhà này xong phải là cái anh. Đấy, cái này cho các con này. Đấy, cái này thì của người lớn này. Đấy. Thế nào, nhe răng nghe thế này. Cười tươi lên thế này. Răng hơi nhiều cao một tí. Cái nhà xong phải là nó là cái đây rửa. Rửa nó mới xây. Thế nào cho 50.000 xuống bệnh viện Bành Thu Yên Minh. Cho nó đánh bay hết cao răng đi. Cười nó tỏa sáng hơn đúng không? Đúng rồi. Răng Hòa hơi nhiều cao một tí. Nhưng không sao. Đúng rồi. Đánh sạch quá thì lại nhiều vợ thôi. Đúng rồi. Nhiều gái nó thích đúng không? Thế hết. Hai lọ các bác nhé. Ơi da. Xem có cái áo trai nào chưa? Áo này phải chưa? Cái này phải áo trai chưa? Nên đứng dậy anh Hòa mặc và thử thế nào, bỏ cái áo xanh Milo ra xem nào. Đấy. Cái áo này hôm nào bác nào cho nhỉ?
Sao hả? Em về biết bán mặt đó. Milo. Như nhân viên tiếp thị sữa dậy đó. Mặc vào xem nào. Đấy, cái này phải áo trai cho xem. A Hòa tự nhận định thôi. Áo này không phải áo trai, áo gái đây. Phải rồi. Phải áo trai rồi. Đúng rồi. Đúng không? Dày đó. Ôi dày thế này mới đẹp chứ. Thế này quay một vòng cho các bác xem nào. Dày là không đi được đâu. Có thể là áo vậy của vậy chị là em. Thừa, bình thường vậy nó tốt. Đang muốn nào mà tự một tí. Cái này chắc là của vợ đấy nha. Ừ, của vợ. Cái này thôi. Đeo một đôi bốt nữa, cao lên đây là thành Hàn, trai Hàn Quốc luôn đấy. Cái này là của vợ đó, không phải là của mình. À, của vợ. À, trong này tiếp tục là những cái khẩu trang. Rất là cảm ơn cô. Cái này dùng để rửa người này. Vâng. Đấy, nói là thuật ngữ là rửa để cho anh dễ hiểu. Nha. Vâng. Cái này nhà còn nhiều không? Còn nhiều mà. Thế cơ bác cho rồi thì phải chịu khó đây này. Đúng rồi. Rửa cho con sạch sẽ thì nó mới không ngứa đúng không? Ừ, đúng nó rồi. Nó ngứa thế này suốt thì nó gái chả xiết ra là đúng, gì? Đúng rồi. Đúng không? Đây, biết cái này không? Biết. Cái này để làm gì? Cái khăn mà rửa mặt đúng không? À, đúng rồi. Rửa xong thì giặt đi nhá. Đúng rồi. Xà phòng giặt đi, phơi khô lên trời nắng thế này. Đúng rồi. Thì hôm sau dùng lại khăn khô nguyên tích chứ đúng không? Đúng rồi. Nhưng mọi người là hay thế này này, A Hòa nhìn này. Xong là vắt lên như này này. Đấy, hôm sau dùng này. Dùng mấy lần là thành cái rẻ lau đấy đúng không? Đúng rồi. Đấy, cái khăn khác với cái rẻ nhá. Vâng. Cái rẻ là dùng để lau nền này, lau bàn này. Đúng rồi. Đấy, mà mình dùng cái khăn cũng lau mặt như thế này thì không phải gọi là khăn mặt nữa mà gọi là rẻ mặt đấy. Đúng rồi. Nhớ chưa? Nhớ thế rồi. Là phải giặt sạch đi, phơi khô lên ngay ngắn như này. Đúng rồi. Hôm nọ dây phơi bà các bà rồi. Đấy, phơi như này này, nhớ chưa? Nhớ rồi. Đấy, dạy A Hòa từ những cái rất là nhỏ để anh Hòa anh biết. Cái này thì làm sao anh Hòa? Cái này để nấu cho vào thịt đúng không? Đúng. Bột canh. Đấy. Rất là nhiều. Ở trong này thì là nhiều bột canh phết đấy. Và có thêm 3 dây sữa nữa. Đây, tất tần tật đây các bác nhé. Đấy, hôm nay lên đây thì không mới có dịp mở cái món quà của cô Kim Dung. Ăn hết chưa? Ta lắm à? Chị tàu. Ăn đi, ăn mạnh lên. Xong là sữa này thì các con chia nhau nhá. Vâng. Chia đều nhau nhá. Vâng. Thật ra thì mọi người rất là thương các con anh Hòa thôi. Còn để mà hai vợ chồng anh Hòa có ở đi lều, có ở trên rừng thì cũng không có cái nhà này đâu. Đúng rồi. Đấy, bữa trước Khâm trao đổi với cô Vân cũng thẳng từng chia sẻ với Khâm luôn thì là cô giúp là vì giúp cho các con anh Hòa. Thì bữa trước anh em mình mang đồ của cô Thúy lên, anh em mình tâm sự lại đấy. Mục tiêu ban đầu thì giúp cho các bé có cái ngôi nhà ở. Đấy, không chỉ riêng bé Say, bé Chứ đâu, mà còn có cả bé gái Dua, Dở, đấy, Thò, đấy, 5 đứa con. Ngồi xuống anh Hoài là tâm sự một tí thôi thì cô mới bảo là cô giúp là giúp các con anh Hòa thôi. Vâng. Xong lại anh Hòa phải làm sao là cố gắng. Vâng. Mình là mình đang ở đây mình đang hưởng sái nhờ các con thôi. Đúng rồi. Chứ không phải anh Hòa lên TV là anh Hòa là thế này là thế kia, người ta thương người ta cho anh Hòa đâu nhá. Đúng rồi. Đấy, xin cô Dung à, cô Vân cô chia sẻ luôn này là tiền quỹ cô gửi cho thì là để mua sữa, mua gạo cho các con anh ăn. Đúng rồi. Còn A Hòa ăn cái gì thì ăn, ăn ngô thì ăn kệ nó. Đúng rồi. Đấy. Chứ không phải là hơi tí là nó đòi A Khâm lấy tiền đi mua rượu sĩ diện. Đúng cái rồi. Này nguyên văn của cô Vân mọi người nhé, không phải là Khâm ai đâu. Cô đúng Vân rồi. Thì mọi người chắc có lẽ thì là không có ai trách móc cô Vân này nọ rồi. Cô Vân là nhà hảo tâm gửi cả hơn 100 triệu đến cái ngôi nhà của A Hòa thì Khâm nghĩ rằng là không có lý do nào và không cũng không nghĩ là cũng không có một ai gọi là sẽ trách móc cô cả. Thế thì những lời cô nói ra góp ý gia đình thì dù có, thực ra chưa một lần là cô góp ý nặng lời cái gì cả, cô chỉ góp ý những cái gì đúng thôi. Thực tế mà đúng, A Hòa thì là một người đàn ông khỏe mạnh, có chân có tay, chả bệnh tật ốm đau, vợ cũng thế. Thế nếu mà không có các con thì anh Hòa cũng không có cái gì đâu. Đúng rồi. Nên là thế này nhá,
biết rằng là cái ngôi nhà này làm cho thì là các nhà hảo tâm thương các con anh thôi. Bây giờ A Hòa có đi đâu, A Hòa tùa cũng chả ai biết. Nói thật luôn, không ai quan tâm luôn. Đúng rồi. Thế nên đừng nghĩ rằng là à, thằng A Khâm nó lên quay mình lên thì mọi người yêu mình quá, mình thích làm gì thì làm, mình thế này thế nọ, ai cũng yêu mình, không phải đâu nhá. Đúng rồi. Mọi người sẽ rất yêu anh nếu như anh cố gắng làm việc. Anh chịu khó, mấy nữa đi vào nương làm việc đi, nuôi gà nuôi vịt đi, tìm lan đi, trồng ngô đi, trồng chuối đi. Đúng rồi. Thế làm việc không mệt mỏi đi. Đúng. Không đi uống rượu, không đi chơi với ai. Rồi. Thế thì ai ai cũng yêu anh Hòa. Đúng rồi. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Đấy, thế thì phải để cho anh Hòa cũng phải góp ý lại những cái lời mà các nhà hảo tâm tâm sự gửi gắm hay không. Cô Vân, các bác, cả cô Vân, cô Thanh thì các bác là cô không comment trực tiếp trên kênh bao giờ đâu. Đấy, không phải là mọi người không biết bình luận hay như nào. Các bác nhà hảo tâm thì thường thường thì là trực tiếp là tâm sự với Khâm chứ cũng không bình luận trên kênh. Đấy. Một số nhà hảo tâm mọi người, còn một số bác thì vẫn luôn luôn là bên vực bảo vệ và có những cái lời động viên tinh thần của anh trên kênh cho anh em mình rất là nhiều. Một lần nữa Khâm rất cảm ơn. Hôm nay bánh kẹo thì cho phép Khâm là xin để thùng cho nó gọn. Một lần nữa thì chân thành cảm ơn cô Kim Dung. Món quà của cô thì anh em mình có cập bến muộn một chút, tuy nhiên thì cũng đã xin phép ý kiến của cô rồi. Bữa trước thì những cái quần áo này ở trong cái ngôi lều thì nó chật hẹp quá, thế nên là xin phép cô rằng là sẽ mang nhà xong, mái các thứ xong này, mọi thứ chỉn chu hết rồi thì quà mang đến thì nó để được gọn gàng hơn. Đấy, có lẽ thì là cái món quà anh em mở là đã ok rồi. A Hòa gửi một lời cảm ơn đến cô Dung. Nhớ nhá, lần sau lên hỏi và ai cho cái này không biết thì là em thu hết về luôn đấy. Đấy. Cảm ơn cô Dung. Ai cảm ơn cô Dung chứ. Nói... Bây giờ em Hoàn cảm ơn cô Dung. Chúc. Chúc cô Dung mọi người chúc cô Dung luôn mạnh khỏe. Chúc cô Dung mạnh khỏe. Mấy ông không ngồi không khoanh chân được à? Ông nào ngồi cũng phải chân co, chân duỗi, chân ngồi tí là ngồi không được. Hôm nay chỉ quen ngồi ghế thôi mọi người. Rồi, có lẽ thì là ngày hôm nay công việc đến đây thôi. Anh em mình đang trong cái tiến trình hoàn thiện nốt ngôi nhà. Có thể là hơi dây dưa, hơi chậm một chút. Nhưng tuy nhiên các bác hết sức thông cảm. Đoạn đợt này Khâm cũng ngoài việc công việc của Khâm ra thì Khâm còn vợ con đang ốm rất là vất vả nữa. Thì là A Hòa gần như nếu mà như A Mỹ ấy, thì A Mỹ là có thể anh ấy tự đi mua cái này, tự đi mua cái kia. Anh em tất lận chất liền anh em sẽ gửi lại tiền nếu mà phát sinh. Ví dụ như trả tường, mài tường, sơn đến rồi ông ấy khác làm được hết thì nó rất nhanh. Còn ông Hòa thì phải đợi Khâm lên đấy mọi người ạ. Phải đợi Khâm lên thì thật sự thì mọi người cũng hết sức là thông cảm bởi vì chậm từ ông gia chủ. Nhưng đến thời điểm hiện tại các bác cũng yên tâm rồi đúng không ạ? Bây giờ thì có vợ đẻ hay mọi thứ thì nhà vẫn có để mà ở sẵn sàng rồi. Bây giờ chỉ hoàn thiện những cái phần còn lại thôi, những cái phần không không nghĩ rằng là nó sẽ nhanh chóng thôi và nó là những công việc không quá nặng nhọc. Anh em mình sẽ túc tác làm nốt đấy. Cảm ơn các cô các bác mọi người đã dành thời gian theo dõi video ạ. Video này thì Khâm có lẽ là cũng xin phép được tạm dừng tại đây thôi. Một lần nữa chân thành cảm ơn cô Dung. Chúc cô thật là nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống ạ. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Cảm ơn các bác nhà tâm cùng toàn thể mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.